Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay 15 tháng 10 2020, thì trước màn ảnh đây là ba xô mũ chúng tôi cạo mưa, chúng tôi cạo trễ và trút được ba xô này cô bác anh chị, vừa nước vừa mũ á, thì khoảng thì được ba xô này. Tại vì sáng nay mũ chưa trải xong á, là đã bị mưa rồi nên chúng tôi lật đật trút cô bác anh chị, và nước xuống cũng nhanh nên chúng tôi trút những cái hùng đầy như vậy, nhưng mà nửa phần nửa mũ phần nửa nước hả cô bác anh chị. Rồi ngày hôm nay chúng tôi báo tin rất là vui đối với đến cô bác anh chị, thì giá mũ ngày hôm nay ở những cái công ty cao su thu mua mũ cao su đều tăng hết đó cô bác anh chị. Cụ thể ở công ty cao su Lộc Ninh thì ngày hôm nay mũ nước tại vườn cây tiểu điền là 279 đồng trên độ, còn ở nhà máy là 284 đồng trên độ. Mũ chén cũng tăng lên mức 12.400 đồng trên 1 kg cô bác anh chị. Còn ở công ty cao su Bình Long thì giá mũ nước tại nông trường là 283 đồng trên độ, còn ở nhà máy là 291 đồng trên độ. Còn ở công ty cao su Phú Riềng thì giá mũ cũng tăng lên, mũ nước là 298 đồng trên độ, còn mũ chén thì mũ chén theo giá quy khô của anh chị. Mũ chén mũ tạp theo giá quy khô là 258 đồng trên DRC ha. Theo giá quy khô. Còn ở công ty cao su Phước Hòa giá mũ cũng tăng lên rồi cô bác anh chị, tăng thêm 3 đồng nữa, 297 đồng trên 1 độ. Đó là công ty cao su Phước Hòa ha. Còn giá mũ công ty cao su Đồng Nai thì cũng tăng luôn. Cụ thể mũ nước loại 1 là 293 đồng trên độ, mũ nước từ 30 độ trở lên. Mũ nước loại 2 là dưới 30 độ là 290 đồng trên 1 độ. Mũ chén cũng tăng lên là 11.800 đồng trên 1 kg. À, tiếp theo thì ở con tôm thì cô bác anh chị chia sẻ mũ nước là 250 đồng trên độ. Con tôm hấp giá mũ hấp hơn ở Bình Phước, tỉnh Bình Phước này cô bác anh chị. Ở con tôm thì cô bác anh chị ở con tôm chia sẻ mũ nước chỉ có 250 đồng trên độ thôi. Còn ở Gia Lai thì anh Thành Nguyễn Vĩnh ở Gia Lai chia sẻ mũ nước là 275 đồng trên độ. Còn ở cơ sở thu mua mũ nước Úc Cải, anh chị Hoàng Dung chia sẻ ở thôn 2 Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước là mũ nước là 290 đồng trên độ nha, cơ sở thu mua mũ Úc Cải á. Còn ở Bông Bo thì anh chị Nguyễn Quốc Nguyên chia sẻ là 300 đồng trên độ. Còn ở thôn 6A Bình Thắng, Bù Gia Mập, Bình Phước thì điểm thu mua mũ một lượt là thu mua mũ với giá là 300 đồng trên độ. Còn ở cơ sở thu mua mũ Hành Nhung ở thôn 2 xã Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước, mũ nước là 285 đồng trên độ, còn mũ chén là 11.000 đồng trên 1 kg. Mũ chén mà loại mũ mũ đông ké đó của bác anh chị thì bán liền được giá là 11.000 đồng trên 1 kg. Còn ở thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, Đồng Phú thì mũ nước là 297 đồng trên độ, mũ chén là 13.000 đồng trên 1 kg. Ở Thống Nhất Bù Đăng thì mũ nước là 280 đồng trên độ của cô bác anh chị. Thống Nhất Bù Đăng 280 đồng trên độ. Ở Phú Yên thì anh chị em Phạm chia sẻ mũ nước là 285 đồng trên độ, mũ chén thì 12.500 đồng trên 1 kg. Còn ở Tây Ninh thì anh chị Tranh Nguyễn chia sẻ mũ nước là 287 đồng trên độ, mũ chén dao động từ 13.500 đến 14.000 đồng trên 1 kg. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là vui chia sẻ gửi đến cô bác anh chị cái giá mũ của ngày 15 tháng 10, là tất cả đều các cơ sở, các địa điểm công ty cao su đều tăng giá hết á cô bác anh chị, cũng như là một số hương lái tiểu điền, địa điểm thu mua mũ tiểu điền cũng đều tăng hết cô bác anh chị. Mặc dù mưa gió hất hường nhưng mà giá mũ tăng thì cũng là một cái niềm vui an ủi đến bà con ha. Hy vọng sau khi mà qua những cơn bão này thì bà con cạo đều đều thì sẽ có tiền và sẽ bán mũ có giá hơn, tiền có đồng ra đồng vô nhiều hơn lúc trước hắn cùng anh chị. Rồi ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ xong giá mũ thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô tất cả cô bác anh chị đã gửi cái giá mũ về cho chúng tôi. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều, và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video giá mũ ngày mai.